shop hàng Nhật nội địa. Xin chào các bác, hôm nay ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020. Thì em vừa về cái lô máy rửa bát hôm qua, thì hôm nay lại tiếp tục cập nhật giới thiệu với các bác về cái lô máy rửa bát ngày hôm qua. Đây toàn bộ là cái lô hàng mà hàng lướt rất là đẹp ở bên Nhật. Tình trạng máy thì trắng đẹp, gần như là cái tỷ lệ xước sát rất là ít. Lưng máy cũng rất là đẹp. Trong cái lô này thì em có đầy đủ các cái model từ TR3 cho đến TR8. TR3 thì hôm qua em về được 3 chiếc. Đây là 3 chiếc TR3. Cái máy còn rất là mới. 3 chiếc TR3. TR3 thì em bán là giá là 5,5 triệu các bác nhé. Đây, tình trạng máy thì là đẹp. 2 chiếc TR5. TR5 thì là 7 triệu. Và 2 chiếc TR6. TR6 thì là 7,5 triệu. 2 chiếc TR7 thì có một con thì đã bán rồi, còn một con TR7 để mã số 7. 2 chiếc TR8. Tất cả các lô này tình trạng máy thì rất là đẹp. Bác nào có nhu cầu mua chiếc nào thì các bác cứ alo cho em, rồi em sẽ test cho các bác để các bác xem. Tất cả các máy gửi đi thì đều được test kỹ trước khi làm bàn giao cho các bác. Máy thì bảo hành 6 tháng. Bảo hành 6 tháng thôi nhé. Giá thì không bao gồm đổi nguồn và không có phí ship. Phí ship các bác mua thì các bác phải tự trả phí ship, và đổi nguồn các bác sắm cho em cái đổi nguồn khoảng 1.500W trở lên. Địa chỉ nhà em thì ở tổ 12 thị trấn Đông Anh, Hà Nội, ngay gần cái ngã ba thiết bị điện và chỗ cái tập đoàn ô tô Hyundai Thành Công Đông Anh ấy, nằm ngay trên quốc lộ 3. Các bác ở xa thì gửi qua đường bưu điện ạ. Xa được đường bưu điện, còn các bác ở gần thì có thể đến xem trực tiếp hoặc là thuê các bạn ship vận chuyển đến nhà. Kinh phí hết bao nhiêu thì các bác gửi cho các bạn vận chuyển. Ở đây là còn 2 chiếc TR8, 1 chiếc TR7, 2 chiếc TR6, 2 chiếc TR5 và 3 chiếc TR3. Về cỡ máy này thì đây là dòng máy 6 bộ các bác nhé, chứ không phải là dòng máy mini như các bác gọi đâu. Đây không phải là máy mini mà đây là dòng máy 6 bộ. Nhật máy này nó là to nhất rồi. Dòng máy này là to nhất của Nhật, chứ không phải mini đâu ạ. Đấy. Nhật nó còn có một cái bộ, có một cái dòng máy nữa là nó rửa được 3 bộ thôi. Là dòng máy dành cho người già bên Nhật, nhưng máy đấy thì gần như em không nhập rồi. Máy đấy thì rất là ít. Đây là cái máy to nhất của Nhật thôi nhé, dòng 6 bộ. Tình trạng máy thì còn rất là đẹp. Đây là bên trong của một chiếc máy TR6 này. Đấy. Bên trong máy thì còn rất là mới. Ống đi kèm đầy đủ gioăng, tất cả máy đã vệ sinh sạch sẽ, ngon lành. Đây chiếc TR6. Đây cũng là một chiếc TR6. Bên trong các bác xem. Đấy. Tình trạng máy thì còn rất là mới luôn, không phải suy nghĩ gì cả. Nói chung là các cái hàng lướt mà đã bày bán ở bên siêu thị Nhật thì nó rất là đẹp. Hàng này bên Nhật họ vẫn cứ bán bình thường các siêu thị đấy, chứ không phải là hàng bãi rác vứt đi đâu. Người Nhật họ cũng không hào phóng đến nỗi vứt đi đâu. Hôm qua là cái vấn đề là họ khi mà di chuyển này, vận chuyển đi các nơi khác thì nó rất là tốn kém. Cho nên họ đành phải là bỏ đi hoặc là cho người khác đến lấy, chứ không phải họ là dùng lãng phí đâu. Người Nhật họ cũng rất là tiết kiệm đấy. Cho nên các cái nguồn gốc của các cái máy đồ về Việt Nam thì đa số những cái máy đời mới thì đều là do họ di chuyển nhà. Cũng rất là nhiều các bác sống ở bên Nhật thì cũng đã biết rồi, họ cũng dùng rất là kỹ càng cẩn thận. Người Nhật họ dùng cẩn thận lắm, sạch sẽ. Về mình, dân mình thì dùng có thể là có vẻ là không cẩn thận lắm. Hiện tại em còn người này cái máy rửa bát, các bác nào nhu cầu thì các bác liên hệ nhé. Cảm ơn các bác.